Trước mắt chúng ta sẽ là trận đấu giữa Hồ Chí Minh City Wings và Đà Nẵng Dragons. Lúc này, Hồ Chí Minh City Wings và Đà Nẵng Dragons đang ở nửa sau bảng xếp hạng, lần lượt ở vị trí thứ 5 và thứ 7. Và nuôi những hy vọng bám đuổi nhóm dự playoffs. Sang Nhúc, tay trái, rất khéo léo và Sang Nhúc đem về điểm số đầu tiên cho đội chủ nhà. Có một phong độ ngày càng sa sút. Bài chạy rất hay, cú ném của Maro. 3 điểm từ German Maro. Tiếp tục là Smith. Smith lắt léo, đi bóng hình zig zag và end one cho Jeremy Smith. Jeremy Smith đi về bên phải, sau đó với một cú crossover đã nhẹ nhàng đưa bóng về bên trái. Và khi bóng đã về phía bên trái, mặt quá đúng lúc đúng chỗ. Vincent Nguyễn lên rổ, điểm cho Vincent và Hồ Chí Minh City Wings tạo ra một cách biệt 8 điểm rồi. Giữa về Sang Nhúc một lần nữa đánh post up với Jaro Soto. Và lần này thì Sang Nhúc là người chiến thắng với một tình huống end one. Jeremy Smith, Smith, up and under. Vẫn có điểm dành cho các đội thủ Hồ Chí Minh City Wings. Liên tục là những second chance point. Cầu thủ Triệu Hà Minh. Minh Hoan cũng là đội trưởng của đội bóng rổ thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta chưa biết là hôm nay cô sẽ cổ vũ đội nào. Có điểm cho Jaro Soto. Được chuyền cho Vincent. Sang Nhúc xin bóng, Sang Nhúc kiến tạo. Khoa Bơ rất bình tĩnh và end one cho Khoa Bơ. Một nhịp pump fake loại bỏ hai cầu thủ Đà Nẵng Dragons. Và hai điểm, cộng thêm cả một quả đá phạt cho anh Khoa. Smith chưa vào tư thế dứt điểm. Khoảng trống cho Lê Trần Đăng Huỳnh, người đã tỏa sáng rực rỡ ở hiệp 4 trước Nha Trang Dolphin. Đây là Sang Nhúc, vẫn đang những tình huống luân chuyển bóng, tiếp tục cách end shoot. Hai quả ba liên tiếp của Lê Trần Đăng Huỳnh. Smith ném trung bình, không có điểm nhưng có off rebound. Vẫn là số 18 của Hồ Chí Minh City Wings. Pump fake, ok, hai điểm cho Jeremy Smith. Những đánh ISO, đột phá không thành công, mất bóng rồi. Cơ hội phản công, anh Kiệt rất nhanh nhưng như vậy là chưa đủ. Sẽ là một cú úp rổ nữa của Yevgeny Sang Nhúc. Và không ngần ngại tạo dáng, thì tình hình lại tấn công tiếp. Tốc độ triển khai rất nhanh, Jeremy Smith xoay trở quá hay, Smith làm ảo thuật. Tuyệt vời Jeremy Smith. Trung trần, Sang Nhúc xin bóng, đường truyền cho Smith. Và end one. Sang Nhúc, Smith có lẽ cũng đã chờ đợi một đối tác như Sang Nhúc từ rất lâu. Giờ mình Maro chưa trở về và có khoảng trống cho Hồ Chí Minh City Wings. Vincent Nguyễn hit the three. Tờ Bách, Vincent Nguyễn, chính xác là quân Tờ Bách. Sang Nhúc và bây giờ là tiếp tục điểm cho Vincent. Đà Nẵng Dragons đang có tín hiệu vỡ trận rồi. German Maro còn đang tìm xem đồng đội ở đâu. Thì Vincent đã ở phía sau. Một steal, hai điểm. Có cần phải đến mức như vậy không? Nhưng với Sang Nhúc thì anh nói là có. Cần phải như vậy. Khoảng trống cho Đà Nẵng Dragons. 3 điểm được ghi. Khải Lương làm gì đây? Để chuyển ra cánh. Còn 8 giây nữa tấn công. Nhịp nhứ và ném 3, tuyệt vời. Cú ném quá đẹp. Đó là Văn Đại. Nhiều ý kiến đánh giá từ các khán giả trong cộng đồng bóng rổ đều cho rằng đây là trận đấu đang ngã ngũ. Hồ Chí Minh City Wings thì vẫn muốn trang hoàng cho bữa tiệc của họ. 1 điểm. Đặc biệt là nhất là 43 điểm. Và tôi nghĩ là với đà này, nếu như City Wings muốn phá kỷ lục đó thì điều đó là hoàn toàn vừa sức với họ. End one cho Smith rồi. Dứt điểm ở trên không, ở một cái tầm với mà không có bất kỳ một cầu thủ nào của Đà Nẵng Dragons có thể với tới. Dứt điểm với một cái biệt rất an toàn. Giờ có thể lỏng tay một chút ở mặt trận phòng ngự. Còn ở mặt trận tấn công thì vẫn liên tục là những điểm số cho anh Hai Đại Bàng. Thực hình ghi điểm nhiều nhất trong lịch sử đội bóng này là cũng trước Đà Nẵng Dragons vào trận đấu tại regular season VBA năm 2018. Và hai trong số đó là họ ghi vào rổ của Đà Nẵng Dragons. Tâm lý thoải mái đang vào tay và tiếp tục là điểm từ trung trần. Đốt cháy rổ của Hà Nội Buffalo trong ngày hôm đó. 131 điểm. Có pha tựa bảng rất nhạy cảm của Triệu Hán Minh. Ghi điểm trong
Marrow ở một trường mực nào đó. Tôi biết là Marrow thất vọng, nhưng rõ ràng cái việc để mắc lỗi kỹ thuật. Đồng tình với quan điểm của bình luận viên Minh Hiếu, khi mà chúng ta đã là cầu thủ chuyên nghiệp rồi, cả đội bóng cùng thua cùng thắng với nhau, thì không có lý gì mà khi mọi thứ diễn ra không tốt, Marrow lại có thái độ đi quá mức và bỏ những người đồng đội của mình lại ở trên sân. Dứt điểm của anh Kiệt, bóng đi chạm vào vành rổ. Tiếp tục là anh Kiệt với đường chuyền. Và lần này thì Đà Nẵng Dragons đã có điểm số trong hiệp thi đấu thứ tư. Trẻ của Đà Nẵng Dragons không có được sự phát triển tốt như các tài năng trẻ của Hồ Chí Minh City Wings, của Sài Gòn Heat hay của Hà Nội Buffalo Star Warriors là gì. Sẽ đánh tiếp Quang Tú. Quang Tú mất bóng rồi. Đây là đường chuyền và có thể là cột mốc 100 điểm. 101 điểm cho Hồ Chí Minh City Wings. Và người làm được điều đó là Lê Trần Đăng Huỳnh. Đấy, đó cũng là pha bóng cuối cùng. Không, đây mới là pha bóng cuối cùng. Một cú elbow của cầu thủ Đà Nẵng Dragons. Cú elbow của Nguyễn Đình Quang Tú. Một trận đấu mà Hồ Chí Minh City Wings đã áp đảo từ đầu trận